Nga cáo buộc Ukraine sử dụng vũ khí Mỹ tấn công thành phố Luhansk. Theo Reuters, Bộ Quốc phòng Nga hôm 7 tháng 6 cáo buộc lực lượng Ukraine đã bắn 5 tên lửa từ hệ thống tên lửa chiến thuật lục quân được Mỹ cung cấp ATACMS vào thành phố Lugan, phía đông Ukraine, hiện nằm dưới sự kiểm soát của Nga. Bộ cho biết, vụ tấn công đã khiến ít nhất 20 người bị thương, trong đó có cả trẻ em. Truyền thông Nga dẫn lời các quan chức Nga trước đó cho biết, 22 người, trong đó có một trẻ em 8 tuổi đã bị thương, trong khi chưa rõ số người bị mắc kẹt dưới đống đổ nát của một tòa nhà bị trúng tên lửa. Leonid Pasenchi, thống đốc Luhansk do Nga bổ nhiệm, cho biết vào cuối ngày 7 tháng 6 rằng số người thương vong đã lên tới 57 người, trong đó 4 người trong số những người bị thương đã chết. Ông Pasenchi cho biết 33 tòa nhà đã bị hư hại, bao gồm hai trường học, ba trường mẫu giáo, trường cao đẳng công nghệ thông tin và doanh nhân Lugan. Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong một tuyên bố rằng, bốn trong số năm tên lửa được Ukraine bắn đã bị phòng không nước này bắn hạ. Tuyên bố cho biết, tên lửa đã xuyên qua hai khu chung cư. Ngoài ra, Bộ cũng cho biết thêm rằng vẫn còn người mắc kẹt dưới đống đổ nát của một tòa nhà 5 tầng. Quân đội Ukraine chưa xác nhận vụ tấn công nhưng tờ Military của Ukraine ngày 7 tháng 6 đưa tin một tòa nhà ở Lugan được quân đội Nga sử dụng làm doanh trại bị tấn công. Theo Military, tòa nhà được sử dụng làm cơ sở sửa chữa thiết bị quân sự. Ngoài ra, tại Lugan, quân đội Nga đang lập doanh trại cho binh lính Luân Phiên từ tiền tuyến trở về. Vào cuối tháng 5, lực lượng phòng vệ Ukraine cũng đã tấn công trường hàng không quân sự cao cấp cũ ở Lugan. Cơ sở này được người Nga sử dụng cho mục đích quân sự sau khi kiểm soát thành phố Lugan. Tin do trung tâm tin 24 giờ biên tập và xuất bản. Cảm ơn bạn đã theo dõi.